Yeah. Got it. Yeah. We got a two question here. I want to ask someone. Cô muốn hỏi một bạn nha. Okay, I want to call one of you. Who can? Who can answer my question? Đỗ Quốc Trung nào. Okay. Can you hear me? Yes. Okay, great. Now, trước khi đi vào những cái câu hỏi mà mang tầm thời sự quốc tế như này, thì cô sẽ hỏi một số các câu hỏi liên quan đến bài hát vừa rồi nhá. Okay không? Ở đâu rồi? Yes. Okay, great. So, how many people does the song mention about? How many people here in the song? There are six people. Yes, can you name? Peter, Shara, mm-hmm. Bethany. Oh, great. A penny. Mm-hmm. A jack and a ten. Mm. Peter, Sarah, Bethany, Penny, Jack, and Jen. Okay, so I want to ask you that, what is Penny doing? All the class, what is Penny doing? Cả lớp bạn nào biết comment cho cô nha. Now, what Penny is Penny? Is reading a book. Okay, Penny is reading a book. And how about Bethany? What is she doing? Bethany is having? Waving? Waving, vẫy tay. Okay, waving. Thank you. And more question. Can you name the items in your classroom? The items in your classroom. Can you? Okay. Can you name the item in the classroom? Con có thể liệt kê ra những vật mà ở trong lớp của con à? Dạ là. Okay. Jimmy. Liệt không? Đồ vật cơ trong lớp à? Đấy, bọn mình thang pen. Không phải trong bài hát nào của con cơ. Trong lớp con có gì nào? Con có một gùi bao bì to, hai cái xe ô tô đồ chơi. Đúng không? Không. Ok, có cái gì nữa nào? Dạ. A book. A book. Bought. Yes. Yes. A table. A table. Mm-hmm. What else? The chair. Good boy. And liệt kê nhiều vào. Ui, các bạn liệt kê nhiều lắm. Cô đang đọc. Yes. The desk. Okay. Just chair. Desk. A table. Something more special. You know. Something more special. Có cái gì nữa mà cần thiết nữa. Nhiều lắm, liệt kê á, 10 giây là 10 thứ luôn. Pen, the pencil, picture. The picture, right? The chair, the desk, the paper, right? Liệt kê liên tục nào. Computer, úi dồi, đang đọc chat đúng không? Các bạn này chẳng biết khóa chat giờ. Ok, còn gì nữa không? Ngọc Khuê có cả cái car ở trong lớp kìa. Poster, chính xác. Pencil. Poster. Pencil. Các bạn là comment nào? Eraser. Yeah, a eraser, good boy. Oh, thank you, Đỗ Quốc Trung nha. So, thank you so much. Okay, đấy giờ chỉ có ngồi mà mình ngồi một tí thôi là mình đã liệt kê được nhiều rồi. So now, but today I don't want to teach you about the object. Hôm nay cô không muốn dạy cho các bạn nhiều về đồ vật đâu, tại vì đồ vật các bạn biết hết rồi. Uh-huh. Now today I want to teach you about verbs, động từ. Okay, động từ nha. So, can you count? Count. Các con có biết đếm không? Count. Now, one more time we say count. Bạn nào đọc được không nhỉ? Hiệp à? Hiệp ơi, mở cam coi. Minh Đức tự nhiên che cam này, Đức ơi. Đây, Đức đọc cho cô nha.
Hello, teacher. Okay, can you read out of this word for all the class here? Count. Count. Good boy. And can you count? Oh, can you count? Cut. Yes. Okay. Can you count from 1 to 20? Or 1 to 10? Yeah. 1 đến 20 hay 1 đến 10? Yeah. Con đếm được từ 1 đến bao nhiêu? Bằng tiếng Anh cơ, bằng tiếng Anh cơ. Ok, thế con đếm được từ 1 đến 10 không? Yes. À, con đếm nào. Can you count from 1 to 10 for me please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you, Ming the good boy. Thank you so much. So, tốt lắm, phát âm tốt. Okay. Okay, I want to go on the next word. Cut. 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 Kim Ngọc nào? Yeah, cô thấy Kim Ngọc giống như một con cừu non. Giống như một chú cừu. Trông giống cực luôn. Đây cô sẽ cho các bạn xem. Minh Ngọc. Sao Minh Ngọc? Cut something for me please. No, how to cut? How to cut? Đâu con cut, nói to chữ cut nào. Cut. 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 Ừ, cut đấy, giống Việt Nam mình có từ cut, cut. Đấy đúng không? Cut. 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 Okay, cut. Cut. Good girl. Nào, có lớp nào? Show me the hands of the scissors. Okay. Cut. Cut, 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 cut. Oh, oh, oh. Maybe she will show me the scissors. Như là bạn đã chuẩn bị cho cô xem cái scissors này. Cut nào. Cut, cut. Go. Cái tay không? Cut nào, cut nào. Yes. Cut, 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 cut. Các bạn nha, nhớ âm gió nha. Cut. 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 Good, good, good. Nhớ nha, chứ mà nếu mà nó là cut, đương nhiên là ai cũng hiểu thôi, nhưng mà hiểu Vietnamese. Ok, nào tiếp tục nhá. Glue. 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 One more time. Glue. Glue. Nào cả lớp nào, từ này nha, nhiều bạn nhìn tưởng dễ mà khó đấy. Nào, g g glue. Who can? Who can? Bảo An nào. Hello teacher. So, Bảo An, can you read all of this word for me, please? Goo. Goo, oh my god, you said it, it's goo. Okay, I will guide you. Guide you, guide you, guide you. Now, g. 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 Glue. Glue. Show me the glue. Bây giờ cô xem bảo lớp là lớp. Show me the glue. Where's the glue? Bảo An đâu? Glue con đâu? Không có. Úi dồi ôi. Cắt, 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 cắt. Nào, glue. Bây giờ Bảo An. Bảo An nói các bạn nào. Show me the glue. Ah, you got one. Đâu? Nguyễn Ngọc, Bảo An, Triệu Mẫn, Phạm Phú Tiến Minh. Ok, Ngọc Hân có không? Không, luôn, không có, không chơi glue. Ngọc Khuê có glue. Tú có không? Không có. Không có luôn, đồ dùng học tập thiếu. Phạm Minh Phương có. Đâu, đây cô chỉ xem một loạt được thôi nha. Đâu, Kim Ngọc có này. Kim Ngọc phục sẵn là một cái glue rồi. Ôi, Kim Ngọc nha, Kim Ngọc với cả à, Đỗ Quốc Trung có luôn. Đâu, xem nào, Dương Đức Minh, Thủy Dương, Khang có gì? Mi Thảo, An Nhiên có không con? Đâu rồi, Triệu, Trần Diệu Anh. Ui. Tôi xem nào. Đây, Đỗ Minh An à? Đỗ Minh An có không? Trần Phong không có à? Ui, Minh Phong thì không có rồi. Phạm Hiền Thảo có không?
Đây, đúng rồi. Các bạn có này, Quỳnh này, An này, Hà Bình An 2A4 này, Nguyễn Nhật Mai. Ok, ok. Nào, sâu so, nào, đúng rồi. Group nào, Bảo An là đọc lại cô nào. G, g, glue. G, glue. Glue, glue. Glue, glue. Rồi, cẩn thận thành, không là thành glue đấy. Hoặc là cũng thành glue đấy. Đúng không? Mình đọc cẩn thận nhá. Glue. Ok, thank you Đỗ Bảo An. Đấy nha, từ Đỗ Bảo An và các bạn có thể luyện tập một cách cẩn thận hơn nha. Ai đấy? Ai lại angry thế? Không được đâu, thế là không được nha. Nào tiếp tục nào. Các bạn nhớ nha, mình có thể là một số các cái từ mà nó có hai phụ âm ấy, nó sẽ rất khó cho các bạn phát âm, thì các bạn phát âm cẩn thận nha. The next. À, cái này thì gần như các bạn nào cũng có nào. Nghe nha. Computer. 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 Nào, luyện tập nào. Computer. Computer. Tớ là tớ rất hay nghe như thế này đây. Computer. Ai computer giơ tay? Đã ai từng computer giơ tay? Thật. Ai? Who? Trần Nguyên Khang giơ hai tay. Rồi, nhớ nha. Computer. Computer. Okay. I want a guy for me. Okay. I write an email in computer. Okay. Now, computer. Who can? Who can read out of this word for me? Hương Quỳnh nào. Hello. Hello, can you hear me? Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Hello, teacher. Okay, can you read out loud this word for me, please? Computer. Mm-hmm. Computer. 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 Come. Computer. Mm. Cơm, nồi cơm à. Computer. Computer. Good girl, nhớ nha, nhấn mạnh vào chữ pew, okay. Computer. Rồi, thank you Quỳnh. Các bạn nhớ nha, bài này thì các bạn vẫn sẽ được quay lại video và các bạn sẽ ghi vào vở sau nha. Okay, thank you, thank you. Next we got tent. Tent. À, cái này dễ rồi, cái lều đi cắm trại đúng không? Tent. Tent. Đã từ rất lâu rồi, từ hồi COVID. Không có cái trại nào được dựng lên, đúng không? Tent. Tent. Ừ, cái lều. Sao mình sử dụng lều trong trường hợp nào nhỉ? Which situation we will use a tent? Trong trường hợp nào mình sẽ dùng lều nhỉ? Thảo Nguyên nào? Các thưa cô, lại đi cắm trại ạ. Yes, good girl, camping, đúng không? Đi cắm trại, đúng không? Thế ở Thảo Nguyên, nhân đây đọc cho cô từ này nào. Tent. Tent. Good girl, tent. Thank you, Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên học sinh mới không? Đúng không? Vâng ạ, con là học sinh mới ạ. Ừ, tại vì là cô quen mặt các bạn rồi, đúng không? Thấy hôm nay Thảo Nguyên mới quá. Ok, Thảo Nguyên cố gắng nha. Ok, now next. Đi cắm trại thì có tent, mà đi đi tham quan sông thì phải có gì? Boat. Boat. Now, one more time we say boat. Nào, Mỹ Thảo nào. Good evening, can you hear me? Hello. Yes, can you read out loud this word for me? Oh. Boat. Yeah, boat. I wonder how to say boat. Boat. Good girl. Thank you. Giờ này các bạn phát âm chuẩn ghê. Yeah, thank you so much. So, task one. Nào, chuẩn bị những cánh tay thần. Các bạn chuẩn bị comment nha. Boat, thuyền. À, I study Zoom with my computer. My computer name Asus. Đỗ Quốc Trung.
Wow, đã có một ví dụ cho các bạn để các bạn có thể áp dụng đây, đúng không? Now, okay. So, the first task one, listen and read. Chúng mình nhiệm vụ đầu tiên của chúng mình ngay và luôn đã là nghe rồi. Luôn luôn cô Ngọc bắt các bạn nghe nhiều. Tốt cho các bạn thôi nha. Now, listen, chuẩn bị sẵn tay phone và đọc theo nhá. Page 3, activity 2. Listen and read. Listen. Point and say. Point and say. One. One. She's coloring a picture. Two. He's counting pencils. Three. He's cutting paper. Four. Oh, no, no, no. Page 3, activity. She's coloring a picture. Two. He's counting pencils. Three. He's cutting paper. Four. She's Okay, so, one, what is she doing here? What is she doing here? Yes, who can? Who can? Thôi thôi các bạn ơi, đừng giận cô nha. Cô áp lực, ấy, cô stress trầm cảm nơi. Cô trầm cảm, ấy, cô stress đấy. Nào, cô trầm kẽm đấy. Nào, who can? Nào, what is she doing? Who can? Nào thôi, gọi Thùy Dương đi không giận cô chết. Nào, nhìn lên. What is she doing, Thùy Dương? Is she coloring and picture? Dương Quỳnh Ly, 5D đâu? Để nguyên mic đấy. She is coloring a picture. Thùy Dương đọc lại nhìn lên. She coloring a picture. Trương Quỳnh Ly đọc lại cho bạn. She coloring a picture. Nào Thùy Dương cô uốn nắn một chút nha. She's coloring a picture. Con đọc theo cô nào. She coloring a picture. Chuẩn luôn đấy chứ lị. Nào đọc lại con ơi, đọc lại nào. One more time you say. She coloring a picture. Vứt cái này của cô đi đâu đấy. Nào, one more time. She's coloring a picture. Nào, lần cuối nào. She's coloring a picture. Good girl. She's coloring a picture. Đó. Coloring, đúng không? Coloring. Coloring. Biết sao không? Tại vì là nó có chữ Ơ, chữ R này, xong nó nối âm này, đúng không baby? Đó. Đây, nghe nha. Two. Oh, two, yeah. She's coloring a picture. Yes. Đúng không? Làm gương cho các bạn phải đọc chuẩn như lệ nào. She's coloring a picture. Nào Thùy Dương nào. She coloring a picture. Coloring. Ring. Cố lên con. Không sao hết. Nhiều bạn cũng thế mà. She coloring a picture. Ui chuẩn luôn. High five cái. High five cái nào. Vỗ lên chuẩn luôn. Đấy cả lớp nhá. Các bạn nào mà không biết cách đọc nối âm. 2, câu 3 người ta đọc lộn thì sao cô? Hả? Câu 2, câu 3 người ta đọc lộn thì sao cô? Đọc để nối đấy. Đúng không? Ok. Thùy Dương. Thank you. So nice. What is he doing? Who can? What is he doing? What is he doing? Who can? Who can? What is he doing? Now, Đinh Bảo Linh nào.
Yeah, can you hear me? Bảo Linh hôm nay mới vào học cô ạ. À, Bảo Linh hôm nay mới vào học. Thôi sao? Yeah. Thế bây giờ Bảo Linh xem cho cô nào. Thế hôm cái bạn nam này đang làm gì con? Bạn trai này đang làm gì? Bạn trai đang vẽ. Bạn đang nhiều bút chì đúng không? Nhưng con giấy đâu? Có vẽ đâu? Yeah. Bạn đang nhiều bút chì đúng không? Yeah. Đúng rồi. Thế vừa nãy nhớ anh Đức Minh anh vừa đọc cái từ gì mà anh đếm từ 1 đến 10 không? Anh đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh là count, anh đếm đúng không? Nào, bức tranh nào nhỉ? He's counting pencils. Con đọc theo cô nhá. He's counting pencils. Okay, one more time. He's counting pencils. Good girl. Anh ấy đang đếm bút chì nha. Ủi cổ, chưa bao giờ cô đếm bút chì đâu. Hôm nay cô học bài này cô mới thấy đếm bút chì. So, Đinh Bảo Linh, how old are you? Yeah, thì không? How old are you? Là con bao nhiêu tuổi đấy? Con giới thiệu đi. You 7 or 8? Con mấy tuổi nhỉ? Trong bài giới thiệu. 7, right? Ê, cô đoán chúng rồi nha. Yeah, 7. À, các bạn có tò mò không biết Linh đến từ đâu đúng không? Từ where are you from? Nghe giọng đến từ Hà Nội. Con đến từ đâu? Đến từ Nam Định. Nam Định à? I'm from Nam Định. Đúng rồi, I'm from Nam Định, tức là mẹ. Đây, cái này có mẹ giỏi tiếng Anh thì chuẩn quá rồi đây. Nào, con không, nói lại. Mẹ không giỏi đâu. I'm from Nam Định nào, Linh nào? Giới thiệu nào. Hi, class. I'm Bảo Linh. I'm from Nam Định. Yeah. Con học đâu? Đúng không? Yes. Giới thiệu với các bạn. Các bạn nào mà cùng quê Nam Định không? Comment cho cô biết nào. Ôi, ôi. Đấy, biết không? Cứ mỗi giờ học là cô sẽ... Công chúa tên gì thế? Trời ơi, mỗi hôm các bạn ấy sẽ để một tên các con ạ. Các bạn nhớ để tên đầy đủ nhá. Không mà để biệt danh là cô sẽ không biết là bạn nào đâu. Ok, thank you Bảo Linh nhá. Bảo Linh tí nữa xem có bạn nào Nam Định không nhá, cùng học lớp mình nhá. Hey, thank you Bảo Linh. Thank you Bảo Linh. Yeah, thế là mình có một bạn Bảo Linh ở Nam Định rất là xinh. Wow, rồi. Đặt câu cuối cùng là chắc chắn rồi. He's cutting paper. You know, bởi vì các con còn bé cho nên là các con sẽ chưa được dùng kéo nhiều đâu nha. Mà có dùng kéo phải cẩn thận nha. Okay. He's cutting paper. Who can read out of this word for me, please? Ai nhỉ? Ai đọc câu này to nè? Triệu Mẫn nè. Triệu Mẫn hôm trước cô thấy là có cô giáo của con đăng trên story của Zalo ấy. Thế bảo Triệu Mẫn đọc ok lắm đúng không? Cô con tên là gì nhỉ? Con giới thiệu xem là con học Pantano thì cô con tên là gì nào? Cô con tên là Bích Ngân ạ. Đúng rồi, cô Bích Ngân. Hôm trước thấy cô Bích Ngân đăng story ở trên Zalo là Triệu Mẫn là học tiến bộ đúng không? Thì chúc mừng Triệu Mẫn nhá. Ok, à, cảm ơn cô. Ừ, thế bây giờ Triệu Mẫn xem nào. He nào đây? Con đọc to nào, tự nhiên cô quên cách đọc rồi. I forgot. He's cutting paper. Good girl, đúng rồi, bởi vì nhá các bạn, nhiều bạn sẽ đọc là cutting hay là gì đấy rất là khó bắt chước, nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc chuẩn nha. He's cutting paper, you know. He's cutting paper. À, đúng rồi, để tổng kết lại cả ba hình ảnh cũng như là ba câu thì Triệu Mẫn đọc cho cô cả ba câu này to rõ ràng để cho các bạn cùng đọc theo nhá. One. She's coloring a picture. Gọi Thùy Dương ra đọc lại nhá. Gọi Thùy Dương ra đọc lại nhá nào. Coloring. Coloring. Yeah, coloring. Con đọc lại nào. She's coloring a picture. She's coloring a picture. Yes, and the second picture is? He's cutting pencils.
Yeah, he's counting pencils. Vừa nãy Đinh Bảo Linh vừa phát âm chuẩn đấy nha. Vừa hướng dẫn các bạn đấy nha. Rồi tiếp tục the picture tree. He's cutting paper. Good girl. Đó, Triệu Mẫn này hơi nhiệm vụ hơi khó khăn một tí là phải đọc hết cả ba câu. Đấy, cả lớp nha, cùng nghe Triệu Mẫn nha. Ok, thank you Triệu Mẫn. Thank you so much. Đấy, hôm trước thấy cô giáo Triệu Mẫn đăng lên một phấn khởi quá. Đây xem nào. À, tiếp tục nào. Còn nữa, nghe tiếp nhá. Page 3, activity 1. She's coloring up. He's counting pencils. He's cutting paper. She's gluing shapes. 5. They're listening to a story. 6. They're talking about the pictures. So, she's gluing ships. She's gluing ships. Nào các bạn đọc theo nào. She's gluing ships. Who can? Cái bạn công chúa là bạn nào đây? Ai là công chúa đây? Công chúa tên gì vậy? Để nô tài gọi công chúa dậy đọc bài nào. Trời đất ơi. Ô, Mỹ Thảo nào. À, Trương Quỳnh Ly vừa đọc rồi. Trương Quỳnh Ly có điểm rồi con. Trương Ly đọc tốt. Rồi, Mỹ Thảo nha. Ô, cô vừa bấm một Mỹ Thảo đến đâu mất rồi. Nó tự nhiên nó nhảy đâu các bạn. Em đi cố. À đây. Vậy là may là không xịt đúng không nào? Con đọc to câu này lên cho các bạn nào. I'm sorry, trang khác rồi mà. Đây là nó bị lỗi sao nhỉ? Để tí có share lại cho con nhá. Đợi một tí thôi. À, Đinh Bảo Linh đây. Xem nào, Mi Thảo đây. Đây rồi. Here, look at this. She cutting. No. Cô bạn đang dùng keo nhá, bạn đang dùng keo dán này. Gluing. Nào lại một lần nữa cô dạy nhá. Gluing. Good girl. One more time. Gluing. Mm-hmm. Now, she's gluing ships. She is gluing ships. Good girl. Đúng rồi. Đọc thì nó không khó đâu, nhưng phải có người hướng dẫn thì mới biết cách đọc đúng không? Ok, không sao nhá. Cô ấy đang dán các hình dạng các giấy như bạn đang dán hình trái tim đúng không nhỉ? Ok, thank you bé nhá. Nào, tiếp tục nào. Một bạn cuối cùng đọc cho cô cả hai câu. Ai? Who? Dương Đức Minh. Hello there. Can you hear me, Dương Đức Minh? Yes, I can. Yes. So your mission here today is read aloud two sentences here. Okay. So Dương Đức Minh, can you read aloud this sentence for me and all the number here? Okay. They listening to a story. Good boy, they're listening to a story. And the next sentence here. They are talking about the picture. Okay, one more time. Who can fix for him? Ai có thể sửa cho bạn nào? Who can? Ai biết bạn vừa đọc sai chỗ nào không? Vừa bạn đọc thiếu chỗ nào không? Công chúa Nguyễn Phương gì? Ui, từ từ đã. Tớ nhìn bạn này có vẻ rất quen.
Nguyễn Phương Thảo. Thảo ơi. Thảo hề. Thảo mở mic nào. Lô. Ui. Hôm nay để hôm nay để cái hình ô tô hầm hồ quá cô không nhận ra. Ok. À ừ đấy thế bây giờ nha. Tại vì Dương Đức Minh đọc rất chuẩn nhưng mà Dương Đức Minh lại thiếu một cái lỗi rất là cơ bản mà đọc phát thành ý khác ngay. Nào, cô hy vọng rằng là con sẽ hỗ trợ bạn Dương Đức Minh để có thể đọc chuẩn nhá. Nào, can you? Nào, công chúa Nguyễn Phương Thảo nào. Con thấy cô chia mà sẻ màn hình đâu ạ? Đây, cô đang chia sẻ màn hình đây. Nào, câu number 6 nào. Đây ó. Dương Đức Minh nhận ra mình đọc theo cái gì hả? Taking a book. No, thế Dương Đức Minh nào? Cho một cơ hội nữa nào. They are talking about the pictures. Good boy. Chính xác đúng không? They are talking about the pictures. Why I say to you that is a big mistake, you know, because it will change into another meaning if you don't plus the S, right? Sound here. Nếu mà con mà đọc thiếu chữ S thì nó sẽ chỉ là bức tranh đó thôi, bức tranh này thôi. Còn nếu mà con nói là pictures thì nó là những bức tranh. Ok? Đó nhà cả lớp hiểu chưa? Đó, thì mình phải cố gắng cho nó chuẩn nha. Thank you hai bạn nha. Thank you Nguyễn Phương Thảo. Thank you. So, đấy, hôm nay bài mình học hơi dài đúng không? Thì hôm nay mình có các hoạt động như sau. Thì là mình có gì nhỉ? Cả lớp nhớ không? Nào, mình có count này, mình có cut này, mình có glue này, uh-huh. Mình có computer này, mình có tent, mình có boat. Mà hôm nay mình còn học thêm một số các câu là she's coloring a picture đúng không? Còn he's cutting paper, he's counting pencils, she's gluing shapes, và they are listening to a story, và they are talking about pictures. Bài tập của các bạn ngày hôm nay thì cũng sẽ rất là đơn giản thôi, biết không? Đó, thì hôm nay học buổi đầu tiên của quyển sách mới thì nó sẽ có rất nhiều các cái trường ngữ pháp mới cũng như là cái khối lượng mà học của các bạn cũng tăng lên một chút. Tuy nhiên là lớp cô cũng đã quen rồi, với buổi thứ ba mấy rồi, đã bắt đầu quen và làm bài rất là tốt rồi. Vì vậy là xong ngày mai cô sẽ gửi bài tập cho các con dạng quizy nhá, mình sẽ quay lại dạng quizy được chưa nhở, và sắp xếp xem rằng là dạo này các bạn cày rank quizy như nào nhé. Và cũng như thường lệ thôi, trong top 10 các bạn đầu tiên đạt điểm quizy cao nhất sẽ được plus 10 điểm vào trong Class Dojo. Và chúng mình vẫn tiếp tục cuộc đua ở trong Class Dojo các bạn nhá. Còn bây giờ thì cũng là đến giờ ngủ rồi đúng không? Thì giờ ngủ trước khi đi ngủ mình làm gì nhỉ? Yeah, you need to brush your teeth. Okay. You need to wash your face and go to sleep. Yes, you need to have a good night and see you on Friday. Đúng không? Buổi tiếp theo của chúng mình sẽ vào thứ 6 nha. Ok, hiện tại bây giờ lớp mình sẽ học 2 buổi một tuần là thứ 2 và thứ 6. À, mình nhớ lịch nhé các bạn nha. Không thứ 4 lại có rất nhiều bạn lại hỏi là cô ơi, cô đi đâu mất, nghe chưa? Ok, so see you, bye bye. Để con mở mic cho các bạn nha. Bye bye. Bye bye.